chào mừng anh em trở lại với cái kênh mình nha. Hôm nay thì mình sẽ vào đây ấy, thì mình sẽ chơi game, đó là con game eWin nha. Đây là con game mình thấy là rất nhiều người chơi hiện nay đúng không? Thì vốn mình hôm nay đang có đó là bao nhiêu anh em ơi? Vốn mình hôm nay đang có đó là 10 mê. Vì các bạn đã biết rồi, mình chơi con game nào như vậy thôi. Mình nguyên tắc của mình là luôn ăn non thôi anh em. Vì anh em có 10 mê thì anh em ăn năm, đừng có quá 50% nha anh em. Nhớ đừng có quá 50%, chơi cho dù vốn bao nhiêu anh em đừng chơi thắng quá 50%, ăn non thôi anh em ạ. Chứ ví dụ anh em mà với anh em thấy một số người nói là đọc cầu, cách đọc cầu gì đó ấy, thì mình nghĩ là anh em đừng nên tin. Bởi vì thứ nhất là ví dụ nó mà biết cách đọc cầu như vậy, việc gì nó phải làm video làm gì anh em đúng không? Thì nói chung là quan trọng nhất ấy, khi chơi game hên xui ấy, là anh em phải hên đã anh em ạ. Khi anh em đã đéo hên thì chơi như thế nào anh em đéo thắng nổi đó đâu. Thì vốn mình hôm nay là đang có đó là 10 mê, thì mình sẽ vào đây chơi con game, đó là con game quay thú đi anh em nha. Trời ơi, tỷ lệ về chim thú khoảng 54%. Thế thú về nhiều hơn mình sẽ là thú đấy. Một mê một lần thôi nha. Mình hôm nay như thế này thì mình chỉ cần lên đó là bao nhiêu nha. Anh em đoán mình chỉ cần thắng lên bao nhiêu. Mình chỉ cần thắng lên đó là 15 mê thôi anh em ạ. Dưới 15 mê đấy thì mình sẽ nghỉ thôi. Mình không cần tham nhiều đâu em, bởi vì tham là sẽ thoang thôi à. Em tin mình đi, đừng có bao giờ theo kiểu đó là thắng, muốn thắng to như nha. Không được đâu. Chơi cái gì mới từ 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 thôi nha, đừng có vội vàng quá. Thú đi nha, thú lần nữa. Đừng nói hai ván thua lên tiếp là đéo vui xíu nào đâu nha. Đừng nói như vậy nha. Nói chung là đôi khi hai ván thua lên tiếp là cũng một điều rất bình thường mà nha. Nhưng mình hy vọng nó đừng như vậy. Như vậy toang lắm anh em ạ. Chơi thì ai muốn thua hai ván liên tục đâu anh em đúng không? Anh em công nhận điều đó không? Mình cả muốn thua hai ván liên tục mà anh em chả muốn thua như vậy đúng không? Ai chơi ai chả muốn thắng, nhưng mà may ván này nó cho thắng rồi đấy. Hên đấy anh em ạ. Thế là hên rồi. Nói chung nó cho thắng là hên rồi, thú lần nữa đi. Quan trọng mỗi cuộc chơi thì mình nghĩ là ai thì cũng muốn thắng cả thôi anh em ạ. Đấy, đúng không? Anh em công nhận được không? Anh em muốn thắng không? Có chứ. Mình cũng muốn thắng chứ. Đấy, nói chung là chơi ai muốn thắng cả thôi anh em. Quan trọng là anh em thắng nó hay không thôi. Thì chơi thì mình muốn thắng, anh em muốn thắng thì ai là người thua, không thế không có ai người thua. Thì quan trọng nhất ấy là anh em phải biết cái điểm dừng của anh em chơi, phải giữ được bình tĩnh mà đừng có tham, bởi vì hầu như là ai thua đều bị điểm mất ở cái lòng tham đấy anh em ạ. Mỗi cuộc gọi là kiểu gì những ai mà bị lừa thì mình nghĩ là auto là do lòng tham đấy anh em. Nếu anh em mà kiềm chế được lòng tham anh em thì mình nghĩ là anh em sẽ có cơ hội thắng thôi. Nhưng mà sợ là anh em không giữ được bình tĩnh thôi anh em ạ. Trời ơi, ván này thua rồi. Ván này thua rồi anh em ạ. Chịu thôi, chịu thôi. Thế ván này chim đây. Lúc này giờ cũng chưa thắng được gì cả. Còn mất một số chi phí đặt đấy chứ. Thôi không sao, cứ từ từ thôi. Lên 15 mê anh em thấy khó không? Khó đúng không? Rất khó luôn đấy. Chứ anh em đừng có nghĩ là lên dễ. Mình thấy là một số anh em đánh thấy lên dễ với đạn ấy, nhưng mà đó chưa chắc là nó tài khoản là nó đâu anh em ạ. Chơi thì anh em phải cẩn thận cho mình, đừng có tham. Anh em sáng lên từ đầu là thắng lên, thắng kiếm tiền cà phê thôi. Còn thua thì mất tiền cà phê thôi. Chứ đừng bao giờ theo kiểu là muốn thắng to ấy. Anh em mà theo tâm lý muốn thắng to thì mình nghĩ là anh em trước sau thì anh em ra đảo thôi, không ra đảo sớm thì ra đảo muộn thôi anh em ạ. Ván này mình sẽ không đặt, bởi vì lúc nãy giờ cứ một lần thắng một lần thua ấy, thành ra mình thử ván này không đặt thì làm sao nha anh em. Thế là cầu 1-1 rồi nhé. Anh em nghĩ như mình không? Mình nghĩ như vậy đấy. Thế ván này mình đặt 45, do mình thấy cái cầu đẹp quá ấy, thành ra mình đặt như vậy đi. Nhưng mà không biết nó có trúng không nha anh em ơi. Hy vọng nó trúng thôi, trúng thì ngon thôi anh em đúng không? Trúng thì vừa ngon cho mình mà cũng vừa ngon một số xíu. Chuyện đó đéo win anh em ạ. Thấy anh em thấy chưa? Đéo phải dễ ăn nó đâu. Đéo dễ đâu anh em ơi. Toang đấy à, đặt 45 cái tự nhiên mất hết tiền thắng luôn kìa. Thế bán này 25 thì cày lắm rồi đấy anh em ạ. Mình đặt theo kiểu là
chỉ cần một lần thắng là mình đã thắng tất cả, trước đó mình thua đấy, hai lần thua mình mất 20 năm đúng không, nhưng mà ván này mình thắng một cái là mình thắng luôn. Đó trường hợp nếu thắng thôi nha, còn đéo thắng cái là toang đấy. Đéo thắng rồi. Ây da, thôi đánh ván mini game đi nha. Chơi thua quá. Ôi rồi chơi con game này thua hơn nữa. Con này khó ăn nó thật anh em ạ. Đây rồi, 8 mê lại rồi. Đây rồi anh em ơi, 13 mê. Uầy, ngon thế. Uầy, được anh em ơi. Được của nó nha. Uầy, ngon đấy. Ngon đấy anh em ạ. Thú tiếp à? Thú một chuỗi luôn kìa, 4 chuỗi thú luôn kìa. Tỷ lệ như thế nào này? Thú đang 54%. Thôi, ván này mình sẽ là chim đi. Một mê đi nha. Chim đi. Nó cho thắng thì ngon anh em nha. Trường hợp nó đeo cho thắng thì mày chịu thôi. Chơi thì mình chỉ muốn thắng thôi, chứ đéo muốn thua đâu. Thì nhưng mà nhiều, có đôi ngày thì mình phải thua anh em. Nhưng mà thua phải biết điểm dừng anh em ơi. Chứ thua mà đéo biết điểm dừng thì cái đó thì mình chịu rồi. Lại thua tiếp rồi, lại thú về đéo về lắm vậy trời. Thú lúc này về nhiều lắm này đấy nha, mà đéo phải đơn giản đâu. Hai một đi. Chán đấy nhỉ. Cho thú về nhiều quá nhìn chán này nha. Đây rồi. Tuyệt vời con bú mèo luôn anh em ơi. Được của nó nha. Đấy, tính ra bây giờ mình thắng rồi đấy anh em. Này, ngon không? Ngon chứ. Thì bây giờ thì nói chung là đầu tiên vốn mình bao nhiêu anh em? Vốn mình bầu đầu tiên đó là chỉ có đó là bao nhiêu anh em? Thì có đó là 10 mê. Thì bây giờ mình lên 14, 16 rồi được rồi anh em. Không nên quá 50% anh em ơi. Quá 50% là mình nghĩ là dễ toang lắm ấy. Thôi, thì video đây mình xin thúc anh em ơi. Anh em đừng quên để lại cho mình like và đăng ký nha. Bởi đó nguồn rất lớn ấy. Giúp mình tạo ra cái video clip hay hơn và chất lượng hơn nha anh em ơi. Các bạn nha.